khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Vào những ngày này, không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bắt đầu se lạnh. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình thưởng thức các món nướng hấp dẫn. Chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các gia đình có thêm thông tin về lựa chọn cách sử dụng lò nướng thông minh, khiến cho các món nướng đạt chuẩn như ngoài tiệm. Dưới đây là phần tư vấn của chuyên gia Braun. Braun là nhãn hiệu đến từ Pháp do công ty Chista nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Tôi tên là Lê Hải Bằng, hiện là phó phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Chista Việt Nam. Công ty Chista Việt Nam hiện và phân phối độc quyền các thiết bị bếp đến từ châu Âu. Hiện nay trên thị trường có xuất hiện rất nhiều các loại lò nướng với dung tích nhỏ, công nghệ nướng lạc hậu. Sau đây tôi xin giới thiệu một lò nướng thông minh của hãng Braun với model FP1067SX. Lò nướng này có dung tích 53 lít và công suất nướng hơn 3.000 W. Lò nướng này sẽ kết hợp vừa kết hợp tính năng truyền thống, vừa kết hợp tính năng hiện đại. Tôi xin giới thiệu sẽ có 8 chức năng nướng truyền thống, 16 chương trình nướng tự động và 2 chương trình nhiệt phân tự động làm sạch lò. Đặc biệt ở phía trên sẽ có những phím điều khiển cảm ứng thông minh, điều khiển về thời gian, điều khiển về nhiệt độ để các bạn dễ dàng lựa chọn. Để sử dụng lò hiệu quả, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Khi lò đã lắp đặt hoàn thiện, bạn sẽ chọn chế độ nhiệt trên, nhiệt dưới, đó là nướng truyền thống. Đặt nhiệt độ ở 250 độ C với thời gian 30 phút để làm sạch khoang lò. Để sử dụng lò nướng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng nhất, bạn cần lưu ý nhà sản xuất sẽ cung cấp cho bạn một số khay, ví dụ khay inox, thiết bị làm trên quay, khay làm bánh, khay hướng mỡ. Tất cả các khay này nó có chức năng, nhiệm vụ riêng. Khi bạn sử dụng khay nướng thiết bị gì, bạn sẽ sử dụng khay đó. Ngoài ra, khi mua lò nướng, các bạn cũng cần chú ý đến chế độ bảo hành, thời gian bảo hành và dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Hiện tại, hãng Braun thực hiện chế độ bảo hành 3 năm đối với tất cả các sản phẩm, lò nướng cũng như các thiết bị khác. Hoặc khi các bạn gặp sự cố kỹ thuật, các bạn có thể gọi điện đến trực tiếp tổng đài của IKEA 1900 55 88 85. Cảm ơn các bạn.